Tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi, sự nghiệp phát triển, tình tiền rực sáng. Bước sang tháng 8 âm lịch, tử vi của người tuổi Mùi thấy rằng phương diện cuộc sống của con giáp này có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, bạn vẫn cần sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất ngờ xảy ra. Thắng không kêu, bại không nản, như vậy mới đạt được điều mà mình mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, do có quan đới chiếu mệnh, bạn tập trung hơn vào công việc của mình. Tinh thần trách nhiệm cao khiến bạn không còn trốn tránh những nhiệm vụ khó. Như vậy, cấp trên sẽ giao cho bạn những công việc khó để bạn thể hiện được bản lĩnh của mình. Dịch mã cho thấy có thể bạn sẽ nhận phải những vất vả một chút, song kết quả nhận được hoàn toàn xứng đáng. Trong chuyện làm ăn kinh doanh, có thể nói đây là thời điểm khá vất vả với con giáp này. Bạn phải bôn ba nhiều nơi để tiếp xúc với đối tác, mở rộng mạng lưới khách hàng. Hãy luôn giữ chữ tín cho mình, như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng tạo được lòng tin với mọi người, khiến công việc kinh doanh tiến triển suôn sẻ hơn, tạo đà phát triển cho tương lai. Phương diện tình cảm cũng có nhiều dấu hiệu tích cực do tác động của ngũ hành tương sinh. Bản mệnh nhận được nhiều sự ủng hộ và thấu hiểu của nửa kia nên dũng cảm đối diện với thử thách. Quan hệ của đôi bên ngày một khẳng khích, đối phương cũng chính là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của người tuổi Mùi qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Có thể thấy rằng con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi đang phát triển hanh thông. Trong tháng này, nhờ có quan đới nâng đỡ, bạn thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với khả năng của mình. Tất nhiên, để gặt hái được thành công lớn lao như vậy thì phần lớn vẫn là nhờ sự cố gắng của chính con giáp này. Bạn ý thức được nhiệm vụ của mình và có một mục tiêu rõ ràng để phấn đấu. Vì vậy, bạn không sợ khó khăn, vất vả, thậm chí nhận cả phần công việc của người khác có ý muốn trốn tránh. Tinh thần làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của bạn chắc chắn cũng sẽ được đánh giá rất cao. Khi được giao cho nhiệm vụ mang tính thách thức, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt. Bởi đây chính là nấc thang để bạn bước những bước lớn hơn trong tương lai. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công hay được cấp trên tin tưởng, bạn cũng trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác kém cỏi hơn mình. Trên thực tế, bạn vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ. Việc học hỏi, lắng nghe lời khuyên của người khác là không bao giờ dư thừa. Đặc biệt, nếu bạn còn đang giữ một vị trí cao trong tập thể thì càng cần học cách lắng nghe và đánh giá vấn đề đa chiều hơn. Nếu không, bạn sẽ bỏ sót một vài tiểu tiết hoặc đưa ra những quyết định chưa thật sự chuẩn xác, gây ảnh hưởng tới tập thể. 2. Luận về phương diện tài chính. Vận trình tài lộc của những chú dê đang có những bước tiến khá vững vàng. Cũng có thể là bạn sẽ không thu được tiền về đầy tuổi ngay trong tháng này. Tuy nhiên, hãy tin rằng những gì mình bỏ ra là vô cùng xứng đáng. Cứ chăm chỉ rồi bạn sẽ có một mức sống dư dả trong tương lai. Căn cứ tử vi tháng 8 âm lịch năm 2022 của tuổi Mùi cho thấy dịch mã. Thời điểm này, bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều bạn cần phải làm là biết rõ và phát huy điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt cho đối tác. Như vậy thì quá trình làm việc về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Với những người làm công ăn lương, thành tích tốt trong sự nghiệp là yếu tố giúp bạn có một túi tiền rủng rỉnh. Chắc chắn cấp trên sẽ chẳng keo kiệt với một nhân viên luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như bạn. Nếu có ý định bắt đầu một lĩnh vực mới trong tháng này, có lẽ bạn cũng sẽ phải vất vả một chút. Tuy nhiên, quý nhân xuất hiện đúng thời điểm sẽ giúp bạn vạch ra một hướng đi phù hợp với bản thân, có xu hướng xã hội, giúp tiền chảy vào túi thuận lợi hơn. Có điều, dù công việc có thuận lợi đến mấy, bạn cũng trở nên coi thường những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất, hãy luôn kiểm tra mọi việc thật kỹ càng, tránh sai sót không đáng có, phải dùng tiền để sửa chữa sai lầm. 3. Luận về phương diện tình duyên.
Dưới tác động của ngũ hành tương sinh, người độc thân có thể nhận thấy xung quanh mình bỗng xuất hiện nhiều đối tượng khá triển vọng. Thậm chí bản mệnh không cần phải quá nhiệt tình trong chuyện làm quen, cũng có người chủ động đến với bạn. Khi nhận ra ai là người chân thành với mình, bạn cũng nên tỏ thái độ thiện chí với đối phương. Tuy vậy, bạn cũng không cần quá vội vàng đến với một ai đó. Đôi bên hãy dành thêm thời gian để quan tâm, tìm hiểu với nhau. Nếu nhận thấy cả hai có nhiều điểm chung thì hãy tiến tới. Như vậy thì tránh được nhiều mâu thuẫn va chạm về sau. Người đã lập gia đình có những ngày tháng êm đềm ngọt ngào, bạn và người ấy dành cho nhau những cử chỉ quan tâm, yêu mến và chỉ riêng điều đó cũng có tác động tích cực đến tình cảm của hai người. Ngoài ra, bạn cũng nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên của đối phương, nhờ vậy mà bạn có quyết tâm và đủ dũng cảm để đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thuận vợ, thuận chồng, tác cạn biển đông, cuộc sống của hai người sẽ ngày một tốt lên. 4. Luôn về phương diện sức khỏe. Đáng tiếc là dù công việc tiến triển thuận lợi, tình duyên hài hòa, nhưng tinh thần sức khỏe của con giáp này lại không thật sự ổn định. Người tuổi Mùi phải chịu tác động của hung tinh thiên nguyệt. Bản mệnh thường xuyên lo lắng, sốt ruột, những điều vu vơ nên dễ lâm vào cảnh căng thẳng, chết, gây bất lợi cho sức khỏe. Thậm chí có những người còn đổ bệnh vì áp lực công việc khá lớn. Bạn nên học cách trao đổi, chia sẻ với mọi người xung quanh, đồng thời tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động tập thể hoặc hoạt động ngoài trời. Hãy tìm tới những niềm vui để tinh thần tích cực, cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 8 âm lịch năm 2022. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, hướng tới mục tiêu gặt hái thành công. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phân Hận, khẩu quyết, nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo, sẵn sàng đối diện thách thức. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu xanh, màu trắng. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, dù phải bôn ba vất vả nhưng tìm được đối tác phù hợp. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tình cảm thăng hoa, vợ chồng quan tâm, cổ vũ nhau mỗi ngày. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu nâu, màu cà phê. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hỡn, khẩu quyết, nhiều người cần phải chú ý, chủ động hơn trong chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh.